Chào bạn, hôm nay chúng ta lại lên cái chương trình BTV, chúng ta lại phát sóng. Và hôm nay là mình muốn giới thiệu với các bạn một cái bạn doanh nhân. Kêu trẻ thì chắc là cũng không có trẻ đâu, mà già thì chắc cũng chưa già. Gọi là bạn doanh nhân trung niên đi. Ok, dạ trung niên. Và bạn đang kinh doanh lĩnh vực đàn. Các bạn đàn piano, đàn guitar đó các bạn biết không? Và không biết là các bạn nhìn có thấy bạn giống nghệ sĩ hay không chứ còn ok dạ. Vậy thì mình sẽ, các bạn đang chờ là biết tên bạn là gì và hiện tại bạn kinh doanh đàn bao nhiêu năm rồi. Ok, và bạn có thể cho các bạn biết được không ạ? Vâng, xin chào tất cả mọi người đang ở trên trường quay Bichinin. Và mình đang đứng với một người thầy mà mình có thể nói là rất là quý trong cái cuộc đời kinh doanh của mình, đó là thầy Nguyễn Thái Duy. Và chúng ta hay nói vui, nếu mà những ai là Bichinin thì nói vui là giáo chủ Minh Giáo. Xin các bạn cho một chào ở đây được không ạ? Rồi, quay lại câu chuyện mình, tên là Nguyễn Vũ Thủy. Năm nay mình 35 tuổi. Cái công việc kinh doanh của mình là mình kinh doanh về nhạc cụ, đặc biệt là piano, organ và guitar. Mình kinh doanh trong cái lĩnh vực này tổng cộng tất cả là 6 năm nay rồi. 6 năm rồi. Vâng, 6 năm rồi thầy. Và trong 6 năm này mình chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là giai đoạn từ năm 2012, là cái giai đoạn mà có thể nói lúc đó là tự phát, tự làm, tự cái gì gọi là cái kinh nghiệm của mình làm, chứ mình không có một bất cứ là một cái trường lớp nào cả. Nhưng mà sau một cái thời gian thì mình không lên thì đối thủ mình nó sẽ lên thôi. Đó chính là vào năm 2015 mình có cái cảm giác là doanh thu của mình nó hơi bị xuống và đối thủ nó đang bị lên. Thì mình có một cái câu hỏi là không biết làm sao mà họ lại vượt mình, mà trước đó là cái thị trường này mình đang thống lĩnh. Thì mình cứ tìm câu hỏi để mình thoát khỏi cái vùng trũng đó, thoát khỏi cái sự vượt bậc của đối thủ. Thì bất ngờ thì cũng vui với các bạn thôi, mình lên mạng mình chơi sao thấy học làm chủ. Thì lúc đó mình cũng nghĩ là mình cũng đang làm chủ đi, học làm gì nữa. Nhưng mà mình tiếp tục mình theo dõi thì mình quyết định ngày hôm đó mình lên mình học về cái gọi là tư duy ba lớp, lớp ba giờ là gì, lớp học làm chủ. Đúng rồi, tư duy nhóm búa và tư duy nhóm đinh. Đúng rồi, lớp học làm chủ, tư duy nhóm búa và nhóm đinh. Thì thật sự ra lúc đó mình cũng có cảm giác là mình đang là cây búa rồi, chứ mình cũng không phải là cây đinh. Nhưng mà cây búa của mình lúc đó mình đang có một cái suy nghĩ nó khác với là cây búa mà mình đã đi học lắm. Cây búa của mình có nghĩa là mình đóng có nghĩa là tôi kêu anh làm như vậy thì anh cứ làm như vậy, chứ anh đừng có cái vấn đề gì nói khác với tôi. Nhưng mà khi mà mình học cái tư duy làm chủ này đó, thật sự ra mình nói như vậy, mình kêu họ làm như vậy, nhưng mình đằng sau cái đó là cái mục đích của mình là gì, cái mục đích kinh doanh của mình là gì, và mình nói họ làm cái đó để làm gì. Và mình đóng như vậy có nghĩa là mình đóng họ với cái mục tiêu của mình, chứ không phải là mình áp đặt mình kêu làm là phải làm, mà mình cần phải có một cái tư duy của người làm chủ là mình phải nhờ họ làm như thế nào đó để đạt cái mục tiêu mà một cái doanh nghiệp của mình đề ra. Vâng. Rất là tuyệt vời. Vừa rồi các bạn có cơ hội làm quen với bạn Nguyễn Vũ Thủy. Và bạn Thủy có thể cho mọi người biết là cái động lực nào, cái động cơ nào mà bạn lại chọn cái con đường khởi nghiệp, và lại chọn cái con đường khởi nghiệp để làm chủ là cái ngành đàn mà không phải là hóa lá hay là cái gì đó. Bạn có thể kể cái câu chuyện, cái thời điểm mà bạn phát ra và bạn chọn cái đó. Vâng, và cái này thì chắc mà mình phải quay lại câu chuyện ở đây hơn 6 năm. 6 năm là mình làm này, thì cái này cũng khoảng là hơn 7 năm. Thì trước khi mình ra mình làm đàn này đó, là mình là một người ta gọi là nhân viên bảo trì thang máy, không, cao hơn nhân viên, có thể là trưởng phòng, vì mình cũng có hàng lính. Nhưng mà thật sự ra mình làm nhiều hơn nó. Thì trong cái quá trình mình đi làm, có cái hôm đó mình nhớ rất rõ đó là ngày 17 tháng 11 năm 2010, mình tới một cái ngôi nhà, họ có một cái thang máy rất là lớn. Mà cái thang máy đó không phải của công ty mình hồi xưa làm, mà cái thang máy đó của công ty nào đó mình không có quan tâm. Nhưng mà mình thấy một cái cây đàn mà piano á, cái mình thấy nó cũng hơi đẹp đẹp. Mình thì lúc đó mình sẽ không biết đàn gì cả. Mình lên mình đánh cái họ mới kêu á. Lúc đó thì thật sự họ nói em, cái tướng của em mà đánh thì nó, anh nghĩ nó rất là hợp. Thì khi đó mình nói, mình cũng quay lại,
Em nói thật với anh đó chứ, nếu mà anh mà nói hợp là em bỏ cái này em về em đi chuyển qua làm đại lúc đó anh nè. Thì cái người chủ đó họ sẽ nói là nếu mà em qua làm thì anh sẽ mua ủng hộ em một cây đàn. Lúc đó mình nói vui thôi, mình cũng biết là họ vui, mình cũng biết là mình đang làm công việc này, mình nghĩ ra thì làm sao mà mình biết kỹ về đàn mà mình đi bán. Nhưng trùng cái thời điểm đó thì lúc đó là em có một cái đứa em á hả. Cái đứa em đó là nó có hai cửa hàng, một cái Bắc Hải, một cái Nhật Tạo. Cái ở Nhật Tạo thì nó không có người. Nó có sẵn đàn rồi. Nó có hết luôn. Nó chỉ thiếu người đã ra mà cái gì coi. Thì tất nhiên là nó là em vợ của em. Tất nhiên người gia đình nó vẫn tin tưởng nhau hơn là mình mướn người ngoài. Mà lương tháng nó trả mình có rẻ lắm. Năm 2010 á, năm 2010 lương tháng nó trả mình có 5 triệu thôi. Các bạn quay lại cái thời điểm đó thì nó cũng có bé đâu, cũng tương đối là to. Nhưng mà ăn uống thì nó bao, tính vào vị trí một tháng là cũng được 6 mấy 7 triệu. Nhưng mà cái quan trọng á là thật sự ra cái tính của mình á, khi mà mình đi làm cái thang máy mình biết là mình chọn sai con đường rồi, đi quá xa rồi. Vì mình có cảm giác mình thích đi gặp cái người này, đi gặp cái người kia để mình có thể gọi là tương tác. Thì gia trả Nhật Tạo thì các bạn biết rồi, gia đó tàn dư gì đâu không mà. Một món đồ mà thật sự ra nó trả lên, nó trả xuống, nó trả tới, nó trả lùi, nó trả xuôi, trả ngược. Mình bảo đảm với các bạn, các bạn đã từng gia đó mua thì các bạn sẽ biết thôi. Cách đây 10 năm có thể là ai đó đang nhìn cái clip đó thấy mình và mình là cái người bán và không biết là cái người đó có nhớ mình hay không đâu. Cái này mình cũng không biết đâu. 6-7 năm thì qua cái thời gian đó mình đi làm một thời gian thì mình có cái cảm giác là sao nhiều người cũng học đàn quá ta, mà đàn thì lúc đó nó về rất là rẻ. Nó rẻ lắm, nói cái này nói nhỏ thôi chứ giờ nó mắc lắm á, mình nói đừng có bôi vô, nó rất là rẻ và rất là nhiều người mua. Khi đó mà bán được một cây đàn thì mình nói thật với các bạn luôn á là mình lúc đó mình cũng có tính rồi, nếu mà mình bán được 2 cây đàn thôi, mình cái liền lời của mình á ít nhất phải là được 6-7 triệu bằng một lương tháng. Mà năm 2010 cái người nào mà đi làm công nè, mà cái người đó mà chỉ cần được 5-6 triệu thôi là mình dám nói luôn cái số tiền nó rất là bự. Mà trong đó mình ra là mình bán chỉ có 2 cây thôi là mình có được cái số tiền đó rồi. Thì khi đó em sẽ có một cái động lực đó là cái gì? Kiếm tiền này ngon á. Ngon nè, kiếm tiền này ngon nè. Lúc đó chỉ là nghĩ tới lợi nhuận thôi. Lợi nhuận là trên hết. Thì mình cái thứ hai đó là nguồn hàng có sẵn của thằng em. Cùng lắm mình đi qua mình lấy. Mà nó hay cái đó kêu anh bán em cho anh thiếu, nhưng mà nhớ trả. Thật sự có lợt mình lấy nó mình thiếu nó gần lúc đó là 2-7 triệu. Gần 1 năm trả mới có tiền trả. Vì sao? Khi mà mình bắt đầu mình bước vô mình thấy nó không như là mình nghĩ. Nó không như mình nghĩ, mình phải tự đi tìm khách hàng. Đúng rồi. Tự, nói chung là các bạn phải tự tùm lum hết. Cái thứ hai á là những cái đàn nó có bị hư mình phải biết người này sửa, người này làm cái gì. Đúng rồi. Các bạn phải mua linh kiện như thế nào, các bạn đừng có nghĩ là mình ra mình bán là mình làm hết được. Xin lỗi luôn các bạn mà làm vậy, các bạn không phải là dân kinh doanh đâu, mình chắc như vậy luôn. Cái mình nói được cái câu đó là do mình đi học cái lớp này nha. Và mình đã trải nghiệm cũng khoảng là mấy năm rồi mình mới nói được câu đó thôi. Là sau này mình có kinh nghiệm đó, chứ hồi lúc trước mình sẽ không nói được cái câu đó đâu. Thì cái động lực mà khi mà, và thật sự ra cái động lực mà khi mà mình đi học cái lớp B-Training này nè, thì thầy giáo chủ chúng ta nè, các bạn thấy có đẹp trai của mình không à. Thì thầy giáo chủ chúng ta sẽ có nói là chúng ta cần phải có 5 cái năng lực. Thứ nhất là năng lực gì thầy? Năng lực chuyên môn. Chuyên môn, đúng rồi. Năng lực chuyên môn là các bạn cứ nghĩ vậy đi, 12 năm mình đi học và 4 năm học đại học, thằng nào học ngu lắm cho nó 6 năm. Chắc chắn sẽ có thằng học 6 năm á, mình á, mình nói mình luôn. Cái thứ hai đó là năng lực kinh doanh. Kinh doanh, đúng rồi. Và thật sự khi mà mình bắt đầu từ năm 2012 mình đi kinh doanh á, cho đến năm 2015 mình làm 3 năm trời rồi. Mà mình đi học lại, mình đi học cái lớp này mình mới thấy thật sự ra cái năng lực mình từ xưa giờ mình đừng có nói cái chữ kinh doanh. Nếu mà mình nói cái đó mình kinh doanh là mình là tự ngộ nhận mình kinh doanh thôi, chứ thật sự ra mình không phải là dân kinh doanh. Mình chỉ là cái dân bán buôn. Bán buôn người bán xong cái buôn, mày đi đâu chị ngoài không quan tâm. Đi quay mặt đi là mình có nghĩa là chúng ta bye bye.
chúng ta chào nhau, chúng ta không hề biết gì về nhau. Thì khi mà mình học xong cái lớp này, mình quay về mình mới ổn định lại cái, nếu mà nói cái doanh nghiệp thì nó cũng hơi bị quá, mà nó cái công ty đó thì nó cũng hơi, cho nó là công ty đi, mặc dù chưa có giấy tờ làm nó lên dễ lắm. Thì khi mà mình quay lại mình làm lên, mình cũng áp dụng những cái chiến lược cơ bản thôi, chứ không có gì phải cao siêu hết đó. Do tự mình nghĩ cao siêu là do mình nghĩ thôi. Thì mình quay lại mình học những cái lớp beginning. Mình còn nhớ cái ngày đầu tiên mình đi học, đó là cái lớp marketing online, sàn diễn doanh nghiệp online. Mình vô cái lớp mà mình có cái cảm giác là đi học cái này mà không có sách máy tính thì học cái gì. Vì hồi nào giờ mình đi học quen online marketing là phải là máy tính, là phải sale, SEO, phải quảng cáo Google, Facebook gì đó. Cái ngày đầu tiên mình vô mình học cái lớp này, mình thấy rất là mắc cười vì không có ai có một cái máy tính mà lên mà nói cái gì đâu đâu cơ mà. Các bạn có biết là cái ngày đầu tiên mình chỉ học có một buổi sáng, 9 giờ là mình đi về, 12 giờ mình về. Qua ngày hôm sau thì mình đi buổi chiều. Hôm trước đi buổi sáng, hôm sau đi buổi chiều. Nhưng mà qua ngày hôm sau đi buổi chiều á, thì mình mới thấy được cái giá trị của nó. Cái giá trị của lớp học marketing online của BB Training truyền đạt nè. Và sau đó thì mình đi học tới lại 4 lần nữa các bạn ơi. Mình học lại 4 lần cái lớp marketing online đó. Và thì nói giờ hạn cũng nhiều thôi, bây giờ mình cũng khoe một chút xíu về cái thành tích thôi ha. Thì nói chung thì cũng đối với mình á, mình tự hào á là trước khi mình học B á, cái doanh thu của mình nó chỉ tầm khoảng 200-250 thôi. Là có nghĩa là làm, có thể nói là dân chợ búa đi làm chết cha chết mẹ luôn á mới được cái doanh thu đó. Nhưng mà sau này mình đi học, tất nhiên á, không phải là mình học xong mình về mình sẽ làm được liền. Mình phải cần phải có một cái sự đào tạo, làm tới làm đuôi làm sư làm ngược. Nhưng nhà cái này, năm cái lớp mà các bạn chắc, đó là năm lớp, thứ nhất là marketing online nè, sale nè, marketing nè, lãnh đạo nè và đàm phán. Thì mình về mình tự xem lại, mình xem đó là cái gì, kim chỉ nam sơ đồ cho một cái doanh nghiệp startup không đồng đi lên. Thật sự các bạn làm gì cũng mình không cần biết, chúng ta cần phải có một cái sơ đồ. Tại sao mà mình đi đâu mình cũng phải có cái sơ đồ? Thì năm cái lớp này nó là một cái sơ đồ cho cái những người khởi nghiệp như chúng ta đi lên. Tất nhiên là sẽ có người bỏ cuộc, mình biết chắc luôn, không phải ai đi cũng được. Nhưng nếu mà không có năm lớp này, không có cái sơ đồ này thì mình chắc với các bạn luôn là các bạn có đi thì không bao giờ các bạn sẽ tới được cái nơi mà các bạn muốn. Hôm nay mình lên đây mình chia sẻ về cái vấn đề này, không phải là mình PR cho B, cho nên thật sự ra vậy, mình PR mình không có được tiền này thầy. Mình nói thiệt luôn á, thầy kêu mà lên thầy không có đưa mình 1.000 luôn á. Có ly nước xíu nữa, thầy nhớ mày ly nước là được rồi. Cái này mình thật sự là mình không phải B, cho nên nhưng mà mình nói về cái cảm nhận của mình. Cái mà mình thay đổi từ năm 2015, các bạn có biết là mình học năm 2015 mà mình về tới năm 2016 mình mới thấm hết được những cái mà gọi là cơ bản thôi nha, chứ mình nói gì gọi là nâng cao đó, những cái đó hết sức là cơ bản đó, mà mình phải thức khuya dậy sớm, mình đào tạo liên tục, thậm chí mình cứ nghĩ là mình đã bán hàng giỏi rồi, mà hôm bữa mình đọc ba cái bài viết, hai bài, bài 11 với bài 13 của cái loạt chia sẻ Internet of Things đúng không này ha? Internet of Things. À, Internet of Things đó các bạn. À, đó là bài số 11 và bài số 13. Thôi để mình nói ba cái bài, hai bài đó là gì luôn. Cái bài thứ nhất đó là ba yếu tố của sản phẩm. Cái bài thứ 13 tên là ba giá trị của sản phẩm. Thật sự đối với các bạn đang khởi nghiệp á, và thậm chí những ai đang có công ty luôn, chưa chắc có thể ghi ra được ba yếu tố của sản phẩm mà ba cái giá trị của sản phẩm như vậy đâu. Cái này là mình nói chia sẻ thật tình luôn. Các bạn thông tin, các bạn những ai đang là chủ shop hay chủ doanh nghiệp á, các bạn đọc lại ba, các bạn đọc hai cái bài đó. Các bạn xem nếu mà chúng ta không đọc hai cái bài đó, chúng ta có ghi ra được cái sơ đồ đó hay không? Và hãy thành thật với chính bản thân mình. Mình nói thật sự luôn, các bạn cố gắng học cái bài đó đi thì các bạn sẽ tự động. Kinh doanh là bán hàng mà. Bán được hàng rồi mới có hàng. Bán được hàng mới có tiền. Lấy tiền rồi bán, lấy rồi mới lấy hàng về. Đó là cái bài thật sự mình đã kinh doanh rất là lâu rồi.
mà mình cũng chưa có biết luôn, nhưng mà mình lên mình học cái lớp của thầy thầy kia. Kinh doanh là gì? Các bạn phải có hàng bán, nó lấy tiền. Lấy tiền nó làm gì? Đã đầu tư đi lấy hàng về có tiền, cứ cái quy trình nó quay vòng. Đó là quy trình chạy vòng của kinh doanh đó, của dòng tiền. Đối với cái bây giờ là mình nghĩ nó là như vậy. Có thể nó mình nghĩ đúng hay mình nghĩ sai, thì với cái tầm của mình ngay bây giờ, mình nghĩ đó là cái nguồn quay của cái dòng tiền của một cái doanh nghiệp, và mình đang quay theo cái đó. Có thể sau này mình thoát ra thì cũng hên, cố gắng thoát. À, bây giờ mà mọi người mà xem cái bạn đoạn video này và mọi người muốn mua đàn bạn, là muốn mở một cái cửa hàng bán đàn, thì mọi người phải liên hệ bạn như thế nào? À, nếu mà các bạn muốn mua đàn hoặc là muốn mở một cái cửa hàng đàn thì các bạn liên hệ với số điện thoại 0934 024 038, website là nhạc cụ thiên ân.com, Facebook là nhạc cụ thiên ân.com. À, mình chỉ cần chiến hai cái mạng đó thôi. Chứ cửa hàng của bạn thì hiện tại nó nằm ở đâu? À, cửa hàng của mình thì bây giờ thứ nhất là nó nằm ở địa chỉ là 423/29C Lạc Long Quân, phường 5, quận 11. Cái thứ hai nó là nằm ở 34 Bắc Hải. Thì nói chung là các bạn tới đâu thì cũng mua cái gì cũng là của mình, nên các bạn tới đâu cũng được, mình không quan tâm, cứ tới là được. Rất là tuyệt vời. Trong cái hành trình khởi nghiệp á, là nếu mà có một cái chuyện buồn, một cái chuyện nuối tiếc, thì đó là cái câu chuyện gì bạn có thể kể trong cái hành trình khởi nghiệp? Trong cái hành trình khởi nghiệp mà cái mà sự tiếc nuối nhất của mình á, đó là vào năm 2015. Đó là một khi đó là một có một cái người mà họ nhập trực tiếp công từ Nhật về. Và cái lô hàng đó, nếu mà em liều á, nói chung là nếu mà mình liều cái công đó, mình liều cái lô hàng đó, thì mình sẽ làm ít, mình chỉ cần mình lấy cái công đó mình về, mình biết chắc mình sẽ ra được. Nhưng nó có một số cái gọi là đằng sau á, mình không dám lấy được. Và cái bài học mình rút ra ở đây, sau này mình mới nghiệm ra, cái bài học mình rút ra không phải là vì cái công đó nó nhiều tiền hay nó tiền, mà vì là do cái khi mình đã là một người kinh doanh, mình là một cái người chủ lãnh đạo rồi, thì mình cần phải dứt khoát. Ví dụ không lấy, mình không lấy cái đó, có sau này cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng không có hối tiếc. Còn nếu mà đã lấy rồi, giàu rồi, thì lúc đó ô sao mình hay quá, lúc đó bắt đầu ồ tại mình hay. Nhưng mà khi mà mình không dám lấy, mình mới trách móc, trách cái gì, trách ai, trách mình chứ trách ai. Cái bài học mình rút ra là gì? Đã làm tất nhiên là vậy, mình không có nói là liều nha, cũng phải có sự tính toán hay nọ, nhưng hãy ra quyết định. Đây là một cái điều mà mình cảm thấy là rất là thật sự ăn vô máu luôn. Hãy ra quyết định, hãy ra quyết định, đúng rồi. Quyết định đúng hay sai mình không biết, nhưng mà đã ra thì phải có trách nhiệm với nó. Đừng có hối tiếc là tại sao, vì sao ông trời ông còn mặc ông lặn tay mỏng đau mà nói chi tới con người, vì sao với tại sao vậy đâu ra. Một lời khuyên cho những bạn mà chưa dám ra khởi nghiệp, đó là lời khuyên gì? Vâng, thật sự ra thì nói lời khuyên thì em cũng không dám. Lời chia sẻ. Vâng, nếu mà một cái lời chia sẻ của ai mà đang ở từ cái búa qua cái ninh, đúng không nè, thò đó chưa dám ra khởi nghiệp, thì cái danh giới mà giữa cái người mà làm công mà chuyển qua cái mà tự làm chủ, thì mình tạm thời cho là khởi nghiệp đi ha. Thì một cái lời chia sẻ và mình cảm giác được theo cái tính chất của mình á, đó là các bạn khi muốn ra khởi nghiệp, cái đầu tiên là các bạn cần phải có 3 chữ K. Theo mình 3 chữ K đó là kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Thì mình nói rõ hơn, kiến thức là các bạn đi học. Muốn học kinh doanh cái gì thì hãy đi tìm những lớp kinh doanh mà học. Khi các bạn có kiến thức rồi thì chúng ta phải có những cái kỹ năng gì, thì khi các bạn học kinh doanh thì tự động là trong đó chúng ta cần phải học cái kỹ năng gì, cái trường lớp họ sẽ dạy cho chúng ta luôn. Và cái thứ ba là cái kinh nghiệm. Thật sự do cái kinh nghiệm này là cái mà chúng ta phải va chạm thì chúng ta mới có được thôi. Thì mình xin cũng nhắc lại 3 chữ K các bạn ha: kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Muốn kinh doanh thì đi học kinh doanh đi,
chứ đừng có đi đi học IT, học làm web, cái đó không phải là kinh doanh. Đó là cái mà mình một giáo kỹ năng về kỹ thuật chút xíu thôi. Giáo chủ nói hồi xưa lúc mình học mình bô cái miệng vô là em có 5 cái web, 10 cái web. Có đó làm gì? Thật sự ra sau này mình đến bây giờ mình cũng chả biết cái web là cái gì luôn. Nói gì nó hơi quá chứ giờ mình không thèm nghĩ cái web luôn. Mình chỉ cần nhìn vô cái lượt truy cập nó sao nó ít sao nó nhiều, mình hỏi cái thằng IT, ủa tại sao nó tăng đột biến vậy? Trong khi đó anh không làm gì hết, tại sao? Có nghĩa là khi mà chúng ta đã có kiến thức kinh doanh rồi, chúng ta đã có kỹ năng kinh doanh rồi, thì những cái thứ đó là chúng nó chỉ là cái gì đó gọi là cái công cụ thôi. Nó chỉ là một cái công cụ để hỗ trợ cho chúng ta làm thôi. Mà cái công cụ thì nó chỉ có 20% thôi. Cái tư duy nó là cái 80%. Đây là cái cảm nhận của mình. Và mình học được cái tư duy kinh doanh đó, mình cũng xin nhắc lại luôn nha các bạn, mình không có BA nha. Mình BA là mình không có được tiền. Mình thật sự các bạn cố gắng, nếu các bạn học, các bạn nên học ở B-Training và cái kiến thức kinh doanh. Có thể là nhiều người ai là học viên của B-Training sẽ cảm giác mình là nói như thế nào. Còn những ai mà chưa biết về mình thì các bạn cứ kết nối trên Face. Đúng rồi. Rồi mình sẽ chia sẻ. Và các bạn thật sự các bạn cũng lên thì các trong cái vai cá nhân của mình thì khách hàng của mình như thế nào thì các bạn cứ vô đó. Bây giờ các bạn có nói xấu mình, giờ mình cũng chả có xả nữa đâu. Khách hàng có biết mình hết rồi. Rất là tuyệt vời. Vậy thì chúng ta có khoảng vài chục phút vừa rồi chúng ta giao lưu với bạn Thụy. Và các bạn muốn tìm hiểu thêm về đàn, đặc biệt là các bạn có con nhỏ, bạn dùng đâu, các bạn muốn mua cái đàn gì đó cho bé học, các bạn đi mò, các bạn đi rờ, các bạn không có thể mua được cái cây đàn được, các bạn cứ mạnh dạn liên hệ với bạn Thụy. Tức là mình có con nhỏ bé bây giờ thì bạn Thụy hướng dẫn cho mình cái cây đàn nào thì bạn Thụy sẽ hướng dẫn cho bạn. Mình nghĩ là bạn hướng dẫn thiệt tình, là bạn không có xe hồn, không có bán gì cho bạn mà đâu, thì mình hiểu cái tính của bạn Thụy, tức là tư vấn giúp đỡ thôi. Hoặc là các bạn muốn đi ra kinh doanh nè thì các bạn cứ mạnh dạn liên hệ với bạn Thụy qua số điện thoại, qua Facebook, qua trang web. Chào các bạn và chúng ta sẽ gặp lại các bạn sau và những đoạn video khác.